Thưa sư, làm sao để vững lòng tin vào nghiệp và quả của nghiệp? Trong trường hợp này là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen. Trước lúc con biết ít Phật giáo và việc giữ giới học đạo, khi còn học bài hay làm bất cứ điều gì để chuẩn bị thật tốt cho bài thi có kèm với bất thiện và dùng thuốc. Rồi. Là để hỗ trợ khi cà phê in hết tác dụng, thì cũng là chiết xuất giảng viên, điểm thi của con đều nằm ở mức rất tốt, nhưng sau khi con học được đạo và thực hành việc giữ giới, con cũng nhất quyết cai bỏ và việc dùng thuốc, điểm học của con đi xuống rất nhiều, cho tới khi con quyết định quay trở lại chỉ sử dụng thuốc không ấy, thì điểm học của con lại trở nên tốt trở lại. Con hiểu là việc lạm dụng thuốc là hoàn toàn rất có hại cho bản thân mình, nhưng chẳng lẽ con điểm quan trọng hơn hay sao? Việc này làm con nhớ tới bài giảng của sư, khi cả một quốc gia làm những điều bất thiện xâm phạm đến một vị Bồ Tát và được quả thiện lành, và cho đó là do làm ác nên được hưởng thiện, nhưng thực ra là không, lúc đó do thiện nghiệp tới lúc trổ cùng lúc với việc ác đã làm nên họ bị lầm tưởng kết quả là diệt vong. Xin sư giải đáp. Rốt cuộc thì quý vị muốn hỏi về cái gì? Tức là quý vị thấy là cái việc mình làm ác, mình làm bất thiện mà mình được kết quả tốt, thì bây giờ quý vị hỏi sư để có thêm niềm tin lên nhân quả. Nhưng mà rõ ràng là quý vị cũng nhớ đến cái trường hợp ví dụ mà sư đã đưa ra, là cả một quốc gia thấy cái chuyện là hành xử bất xứng với một vị tu sĩ là Bồ Tát kiếp quá khứ, nó đem lại kết quả tốt đẹp, thì họ tiếp tục làm. Do phàm phu, mình không thấy được cái nghiệp và quả của nghiệp, mình chỉ thấy cái trước mắt thôi. Như quý vị, cái chuyện mình dùng thuốc rồi từ đó mình có được kết quả tốt, thì mình cho là như vậy là hay. Đó là do mình chỉ thấy kết quả trước mắt thôi, nhưng mình không thấy được kết quả lâu dài. Nhớ giùm sư, đạo Phật ấy, là đạo đi ngược dòng đời, bởi vì cái thấy của Đức Thế Tôn nó ngược với đám đông và Ngài thấy rõ sự thật. Còn chúng ta là những đứa trẻ ưa thích những cái viên kẹo, mà nếu như ai lớn rồi đều biết đường nó hại cho sức khỏe dữ lắm. Ăn kẹo là bị sâu răng, lớn thì bị tiểu đường. Bản thân cái đường là một cái phát minh độc hại cho nhân loại, nhưng mà mình vẫn thích ăn đồ ngọt. Bây giờ biết làm sao bây giờ ha? Cho nên cái chuyện mà tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì tự quý vị phải tin đấy. Bởi vì á, Đức Thế Tôn Ngài, cái gì Ngài đã nói thì không bao giờ là sai. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn Ngài nói: này các tỷ kheo, nếu như các việc ác bất thiện mà đem lại kết quả tốt đẹp thì Như Lai đã không kêu các ông từ bỏ. Nhưng bởi vì á, các cái việc ác đem lại kết quả khổ đau, cho nên Như Lai kêu các ông từ bỏ. Nếu như cái chuyện mình làm bậy á, mà nó đem lại kết quả hạnh phúc thiệt á, thì Thế Tôn đã không kêu mình bỏ. Nhưng bởi vì nó đem lại cái ngọt trước mà đắng sau, nó hủy hoại tấm thân của mình, nó hủy hoại cái nghiệp của mình, Đức Thế Tôn thấy điều đó cho nên Ngài mới kêu mình bỏ ha. Cho nên sáng suốt thì mình từ bỏ để mình có được một cái đời sống nó thiện lành hơn. Giống như một người nghiện ma túy thì họ thấy là một, nếu như họ chơi ma túy mà đúng liều, đủ liều thì họ rất là hạnh phúc. Phê ma túy sẽ không biết phê nó cảm giác như thế nào, nhưng mà nó phải đặc biệt lắm thì họ mới ghiền. Nhưng mà rõ ràng muốn tốt thì họ phải cai nghiện, mà quả thật cái con đường cai nghiện nó không hề đơn giản tí nào. Tôi thấy nhiều người họ muốn chết đi được, nhưng mà nếu như mình muốn tốt thì mình phải cai nghiện, đơn giản thế thôi.
Cái này không biết Đại Đức Tệ Tường có cái suy nghĩ như thế nào. Xin mời Đại Đức chờ chút xíu. Đức Hạnh Tuệ thì kính thưa quý vị, ở đây á, thì sư xin trả lời thẳng vào vấn đề luôn. Như Đức Hạnh Tuệ có nói rồi đó, có nói cái nghĩa là về ý chung á, quý vị đã nắm rõ ha. Ở đây thì sư trả lời thẳng vấn đề luôn, có nghĩa là ở đây tóm gọn câu hỏi á, quý vị á, là làm sao để vững lòng tin vào nghiệp quả của nghiệp ha. Thì cái lòng tin vào nghiệp quả của nghiệp này, thưa quý vị, nếu nó đúng hơn á, là phải đi kèm với cái lòng tin vào tam bảo, thưa quý vị. Khi quý vị thực sự có cái niềm tin đó vào tam bảo, quý vị hiểu rõ Phật bảo, pháp bảo, tam bảo là cái gì vậy? Đó thì cái niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp đó mới đúng đắn, mới đúng đắn nha. Tại sao mà lại sư lại nhấn mạnh cái việc tam bảo ở đây? Xin thưa quý vị, trước khi Bồ Tát thành đạo hay là Đức Phật ngày giác ngộ với cội Bồ Đề, thì cái giáo lý á, mà nhân quả mà từ Bali là Camma, thưa quý vị, Ấn Độ giáo, đặc biệt Ấn Độ giáo và một số tôn giáo khác ở Ấn Độ thời đó đó, thời mà trước khi mà Bồ Tát, thì họ đã có niềm tin vào nhân quả, thưa quý vị. Nhưng mà niềm tin nhân quả của họ là nó có nhiều cái khuyết điểm, nó có nhiều khuyết điểm, nó có nhiều cái lỗ hổng, cho nên cái họ vẫn tin có thiện có ác, có cõi trời, có địa ngục, rồi lại có những cái vị phạm thiên ở cõi thiền đó. Cho nên quý vị biết tại sao mà những cái đạo sĩ ngày xưa tu tập theo kinh Vệ Đà, hay là bà gọi là Bà La Môn đó, tu tập ở trong rừng trong núi đó, vẫn đạt đến những cảnh giới mà thiền rất là cao, thiền nghiệp thế rất cao, như là tới phi tưởng, phi tưởng xứ là cảnh giới mà thiền nghiệp thế ở trong vẫn thuộc tam giới là cao nhất, nhưng mà họ vẫn quanh quẩn ở trong tam giới thôi, không thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Chỉ khi mà Đức Phật ngày giác ngộ thì ngài mới làm cái giáo lý nhân quả này nè, giáo nhân quả này nè, nó rõ ràng, nó hoàn chỉnh theo đúng nhà đúng như bản chất của nó, và rồi để mình hiểu và mình tu tập, mình thoát khỏi, chính xác là thoát khỏi cái sự cái những cái điều kiện, những cái pháp điều kiện đó, và thoát khỏi cái chuỗi mà mình phải chịu đựng là chủ nhân chủ quả trong suốt hành trình tử luân hồi. Bởi vậy quý vị phải hiểu tại sao mà sư nhấn mạnh cái tam bảo đầu tiên là như vậy đó. Rồi kế tiếp, khi quý vị á, hiểu tam bảo là gì rồi, thì quý vị á, sẽ hiểu nghiệp và quả theo cái mức tư duy á, là nó sẽ đúng đắn. Còn nó mà để vững cái lòng tin, vững lòng tin đây là vững lòng tin mà để mình tu tập đó nha, tu tập á, thì nó có hai dạng. Tại vì nó mà vững lòng tin á, thì khi mà chúng ta, khi mà một bậc thánh tu đồ hờn, cái đó là kiên cố rồi, chúng ta không nói rồi. Ở đây phàm phu á, nói là để làm sao vững lòng tin đó, thì nó liên quan đến năm cái pháp, thưa quý vị. Đó là chúng ta phải làm được năm cái này, chứ tức là cân bằng được ngũ căn ngũ lực, tức là tín tấn niệm định tuệ. Thì khi mà một người á, cái niềm tin á, mà vượt á, trí tuệ á, thì người đó sẽ đâm ra là dễ mù quáng, có nghe ai nói gì cũng dễ tin. Còn cái khi mà cái người mà tuệ á, trí tuệ á, mà vượt quá tính á, thì đâm ra dễ hoài nghi. Chính vì hai cái yếu tố này nè, nó cũng dễ cho khiến cho mình là cái niềm tin mình cũng dễ bị lung lay, hay là trí tuệ cũng bị lung lay. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà để cân bằng giữa tín tấn niệm định tuệ này, thưa quý vị. Ngay cả định cũng vậy, thưa quý vị, định mà vượt quá tấn á, thì dễ rơi vào không trầm, hay là tấn á, vượt quá định á, thì dễ bị trạng thái mà gọi là chạo cử. Thì có một giải pháp, giải pháp mà rốt ráo nha, sẽ gọi là đúng nghĩa rốt ráo luôn, để quý vị vững lòng tin, đó là gì? Đó là tu tập tứ niệm xứ, thưa quý vị. Tập niệm xứ tức là hay còn gọi là
sống đời sống mà suy nhắc đi nhắc lại hoài đó, sống đời sống chánh niệm tỉnh giác. Thì cái chức năng của mình tu tập tứ niệm xứ là mình sống đời sống chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình sẽ luôn cân bằng đó, được cái đức tin và trí tuệ hay là cái định và cái tinh tấn gọi là nỗ lực đó. Không thì chưa có lời khuyên ha. Đây là ngài Thiền sư Panita, thì ngài có trích từ chú giải đó, thì ngài có nói về cái vấn đề mà cân bằng gọi là căn ngũ lực đó, để cho tính của mình đó, tính hay cái tuệ của mình đó, nó luôn cân bằng. Thì khi mà mình sống mình nó cân bằng được nè, mình sống với đời sống chánh tỉnh giác thì lúc nào mình cũng có niềm tin nhân quả, mà niềm tin vô tam bảo, niềm tin nhân quả đó, chỉ có cái phương pháp đốt ráo thôi, theo đúng là Phật dạy thôi. Là sao? Là bắt buộc quý vị thôi, quý vị phải thực hành thiền Vipassana gọi thiền minh sát thôi, hay là thiền tứ niệm xứ đó. Thì trong đây á, ngài có nói như vậy, thiền minh sát có thể xem như tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Đó thì chế ngự tâm đây là để tránh những cái trường hợp mà quý vị này nói là đôi khi bị dao động bởi cái sự vận hành của nghiệp quả của nghiệp, hay là trường hợp này nói là gì, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen đó, hay là nghiệp trắng đen cho quả trắng đen đó, như vậy đó. Thì muốn tâm phát triển đến chỗ đến trình độ này, nghĩa là muốn cho ngũ căn bén nhạy và mạnh mẽ, phải có một số điều kiện hay yếu tố hỗ trợ. Thì có 9 yếu tố giúp cho ngũ căn bén nhạy. Đó là gì? Yếu tố thứ nhất á, là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của đối tượng trên tâm. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba là duy trì liên tục chánh niệm để không để gián đoạn. Thứ tư là hoàn cảnh chung quanh thuận lợi hỗ trợ cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh hay thái độ giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển, để nhờ đó thiền sinh có thể duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là khi có những khó khăn xảy ra. Thứ sáu là phát triển thức giác chi, những đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực. Thứ tám là kiên nhẫn, có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Thứ chín là yếu tố cuối cùng, tức là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi đạt quả giải thoát. Đó, đây là cái giải pháp rút ráo để cho cái niềm tin của mình, nếu mà mình sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác theo đúng tinh thần của bài kinh tứ niệm xứ, thì cái lòng tin của mình dù bị cái quả đó là nó bất hạnh. Cái quả nghĩa là cái quả báo mình đó, có nghĩa là quả nghiệp đó, đúng không, quả nghiệp nó mang đến cho mình thân tâm mình đau khổ, nó bất hạnh, có thể mất mát những cái mất mát mà trong đời sống mình, mất mát quyến thuộc, mất mát tài sản này nọ đó, mà mình luôn sống như tinh thần niềm tin giác, thì cái niềm tin mình vào tam bảo, niềm tin mình vào nghiệp và quả của nghiệp, niềm tin mình vào cái vận hành của nghiệp thì nó luôn được vững mạnh. Đó là chỉ có như vậy thôi. Và trước khi kết thúc câu hỏi này, sư cũng mong mỏi là cái vị này, nếu mà mình mong mỏi, mình mong muốn là được như vậy, thì hãy mình hãy sống với đời sống, sống với tinh thần tứ niệm xứ. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần hay là câu hỏi này.